kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Bà Phương Hằng gây bão mạng xã hội 2021 với những câu nói chất như nước cất. Nâng giá kit xét nghiệm, khởi tố thêm vụ trưởng và vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La ám án 3 năm tù treo. Tuyên án 5 năm tù cho kẻ chống phá nhà nước. Xử lý hình sự nếu 3 lần không chấp hành lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự. Hỏa tốc, nguy cơ bùng phát dịch, Hà Nội vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài dịp Tết. Trên đây là phần điểm tin, ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bà Phương Hằng gây bão mạng xã hội 2021 với những câu nói chất như nước cất. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt một năm vừa qua, chuyện drama giữa CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng cùng giới nghệ sĩ xoay quanh câu chuyện từ thiện. Trước diễn biến của những sự việc vừa qua, thì CEO Đại Nam có những câu nói của nữ đại gia từng gây sốc cộng đồng mạng. Bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những cái tên thu hút cộng đồng mạng nhất năm 2021. Nữ CEO đạt kỷ lục về số người xem livestream bởi những phát ngôn thẳng thắn nhưng vô cùng hiểm hóc của mình. Dưới đây là những câu nói nổi bật viral trên mạng xã hội của bà Phương Hằng trong năm 2021. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Im lặng là vàng, còn tôi nói ra tôi mới là kim cương. Đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang. Dĩ vãng dơ giấy dễ gì giấu giếm. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Nó đụng thì mình phải chạm, nó cảm thì mình phải xúc, nó muốn sụp thì mình phải cho nó đổ luôn. Đừng có mượn đạo tạo đời, thần điêu đại bịp, bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Ngu nhất là tưởng mình khôn nhì. Sự thật không sớm thì chiều, không mai thì mốt cũng lòi ra. Những nơi không an toàn là những nơi mà nguy hiểm nhất. Khi hết phước thì cuộc đời đổ như domino. Phải biết chân lý ở đâu, đừng để đựng. Phải biết chân lý ở đâu, đừng để bị đưa vào chân tường. Ngoài ra, bà Phương Hằng còn xây dựng nên một cụm từ, câu nói được giới trẻ yêu thích, sử dụng và trở thành hot trend, chính là sao kê. Đây cũng là từ khóa hot nhất 2021. Sức nóng này một phần cũng do bà Phương Hằng thường đưa chúng vào trong livestream của mình. Sao kê là hình thức liệt kê chi tiết những phát sinh giao dịch của tài khoản thanh toán giữa cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm tất cả các giao dịch tín dụng ra và vào tài khoản. Ngoài từ khóa sao kê thì còn các từ khóa liên quan đến các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh, Mr. Đàm cũng được cộng đồng mạng tìm kiếm nhiều nhất. Nâng giá kit xét nghiệm, khởi tố thêm vụ trưởng và vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Kính thưa quý vị, cơ quan điều tra cùng lúc khởi tố một vụ trưởng, một nguyên vụ trưởng thuộc Bộ Y tế và một vụ phó Bộ Khoa học và Công nghệ vì liên quan đến vụ nâng giá kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Ngoài ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế bị khởi tố, ngày 31 tháng 12, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ. Cả ba người này cùng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, trả lời báo chí về việc trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin sai về WHO chấp thuận kit xét nghiệm của Việt Á, ông Trịnh Thanh Hùng thừa nhận Bộ Khoa học và Công nghệ đã chưa xem xét kỹ lưỡng thông tin phản hồi của WHO về bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo ông Hùng, WHO mới chỉ chấp thuận đưa kit xét nghiệm này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng, không phải chấp thuận sử dụng. Đây là sơ suất của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Hùng cho biết. Như vậy, riêng trong ngày hôm 31 tháng 12, liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nâng giá kit xét nghiệm COVID-19 chiếm đoạt số tiền cực lớn, cơ quan điều tra đã khởi tố 12 bị can, trong đó có 3 bị can là lãnh đạo cấp vụ và nguyên vụ trưởng thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và 9 bị can là Giám đốc CDC Nghệ An, Giám đốc CDC Bình Dương, nhân viên của CDC hai địa phương này cùng một số lãnh đạo các công ty khác. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các bị can trên. Theo kết quả điều tra ban đầu vụ thổi giá kit xét nghiệm được Bộ Công an công bố,
CDC Hải Dương mua kit xét nghiệm RT-PCR của Việt Á với giá 470.000 đồng một kit. Mức giá này được xác định là có kê khống, bao gồm tiền hoa hồng, nhưng thật chéo ngoe, chính Bộ Y tế lại giới thiệu mức giá này cho các tỉnh. Thời gian qua, Bộ Y tế nhiều lần gửi công văn tới Sở Y tế các địa phương, các bệnh viện, viện nghiên cứu trực thuộc bộ ngành, thông báo danh sách sinh phẩm, trang thiết bị y tế xét nghiệm COVID-19 đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu. Theo văn bản ngày 2 tháng 7 năm 2021, do Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, khi đó là ông Nguyễn Minh Tuấn, ký gửi các sở y tế, bệnh viện trực thuộc bộ, cập nhật danh sách sinh phẩm, giấy xét nghiệm, khả năng cung ứng và giá bán kit xét nghiệm, vật tư do các đơn vị cung ứng công bố. Bộ Y tế đã giới thiệu bộ kit xét nghiệm Việt Á ở vị trí số 1 với khả năng cung ứng 3 triệu kit xét nghiệm trên tháng, giá 470.000 đồng một kit. Đây là một trong số văn bản của Bộ Y tế gửi các tỉnh thành cập nhật danh mục và giá kit xét nghiệm, vật tư y tế. Giá kit xét nghiệm PCR Light Power của Việt Á luôn là 470.000 đồng một kit. Theo tìm hiểu, mức giá 470.000 đồng một kit là mức giá thấp nhất mà các đơn vị mua kit xét nghiệm Việt Á giai đoạn đầu. Khi đó, việc mua sắm chủ yếu dựa trên việc thương thảo giữa hai bên mua bán. Song, giữa năm 2021, nhiều tỉnh thành bệnh viện mua kit xét nghiệm của Việt Á với giá 509.250 đồng một kit. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Phan Quốc Việt, người sáng lập, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Công ty này được coi là ông lớn trong ngành thiết bị y tế tại Việt Nam, sở hữu hệ thống phòng khám tại thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương và các bị can là lãnh đạo, nhân viên của công ty Việt Á. Các bị can bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La ám án 3 năm tù treo. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 12, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế tỉnh Sơn La. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim An, Sa Văn Quyên, cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bùi Thị Hoa và Mai Anh Tuấn, cựu trưởng phòng và chuyên viên phòng kế hoạch tài chính, lần lượt là 8 và 5 năm tù giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Bùi Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát, án phạt 6 năm 6 tháng tù. Tạ Ngọc Chức, Giám đốc Công ty Đầu tư Toàn cầu, lĩnh án 3 năm 9 tháng tù. Hoàng Vũ Quyền và Trần Minh Đức, cộng tác viên Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, lần lượt lĩnh án 4 năm và 3 năm tù cho hưởng án treo. Tòa cũng tuyên buộc Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát phải bồi thường cho nhà nước số tiền thiệt hại còn lại là hơn 3,2 tỷ đồng. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế tỉnh Sơn La đối với 8 bị cáo trên. Theo cáo trạng, quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019 do Sở Y tế tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, Bùi Thị Hoa, Mai Anh Tuấn, Bùi Thị Thu, Trần Minh Đức, Hoàng Vũ Quyền, Tạ Ngọc Chức đã có hành vi cấu kết, thông đồng, thống nhất thỏa thuận, dàn xếp, cố ý làm trái các quy định của luật đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát trúng thầu. Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát đã giao cho Sở Y tế tỉnh Sơn La 151 danh mục bằng tổng 2.534 thiết bị y tế với giá gần 10 tỷ đồng. Trong đó có 10 danh mục hàng hóa bằng 107 thiết bị y tế không đúng với hợp đồng đã ký kết, 9 danh mục hàng hóa bằng 156 thiết bị y tế bị nâng giá lên nhiều lần, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Tuyên án 5 năm tù cho kẻ chống phá nhà nước. Kính thưa quý vị, ngày 31 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử Lê Trọng Hùng, sinh năm 1979, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội lạm dụng tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ Lê Trọng Hùng có hành vi sử dụng không gian mạng Internet thông qua fanpage Facebook cá nhân CHTV Việt Nam đăng tải các video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Qua xác minh, cơ quan điều tra đã kết luận từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, Lê Trọng Hùng đã tự làm, đăng tải phát trực tiếp 7 video clip lên mạng xã hội Facebook, trong đó có 4 video chứa nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Cụ thể các bài đào tạo dân biểu 4.0, bài 8 tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử, chưa không ngủ 17 tháng 5 năm 2020, khi nền tư pháp đóng vai trò phá hủy pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó. Thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở tòa bảo hiến về xử vụ Đồng Tâm, tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai, làm gì để giải quyết dứt điểm vấn nạn này. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Trọng Hùng thừa nhận đã thực hiện các hành vi nêu trên, nhưng cho rằng đó là những hành vi không phạm tội. Sau khi xem xét vụ án, hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo Lê Trọng Hùng là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất ổn định trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và sự thống nhất về nền tảng chính trị tư tưởng của quốc gia, ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào thể chế chính trị của nhà nước. Do vậy cần phải xử phạt nghiêm các bị cáo để cảnh cáo răn đe và phòng ngừa chung. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hùng 5 năm tù giam. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Lê Trọng Hùng 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Xử lý hình sự nếu 3 lần không chấp hành lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự. Quý vị thân mến, Bộ Quốc phòng mới đây nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân Nguyện chuyển đến với nội dung phản ánh thực trạng gọi công dân nhập ngũ gặp nhiều khó khăn, kiến nghị bổ sung biện pháp chế tài xử lý đối với công dân có hành vi trốn nghĩa vụ quân sự và áp dụng xử lý hình sự đối với công dân 3 lần không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe. Theo Bộ Quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự nêu tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý vi phạm hành chính về nghĩa vụ quân sự quy định tại Nghị định 120 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự áp dụng hình phạt quy định tại Bộ Luật Hình sự. Về giải pháp, Bộ Quốc phòng đã sơ kết 6 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016-2021 và báo cáo kết quả trình Thủ tướng trong tháng 12 năm 2021. Qua đó, kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập đối với luật nghĩa vụ quân sự và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó có chế tài xử phạt về lĩnh vực nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng đã hoàn thành dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Cùng với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, góp phần ngăn ngừa, hạn chế những hành vi vi phạm liên quan về nghĩa vụ quân sự trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm tại các địa phương, đối tượng được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ phù hợp với thực tiễn. Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân Nguyện chuyển đến với nội dung đề nghị Chính phủ ra soát xem xét điều chỉnh các quy định về tiêu chuẩn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời nghiên cứu thu hẹp đối tượng miễn và tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình để đảm bảo cả về chất lượng và số lượng thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm. Bộ Quốc phòng cho biết về tiêu chuẩn tuyển chọn công dân nhập ngũ được quy định tại luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và trong thông tư số 148 năm 2018. Về tuổi đời, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi,
công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Tiêu chuẩn chính trị, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tiêu chuẩn sức khỏe thì tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS. Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định của pháp luật, đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Việc tạm hoãn miễn gọi nhập ngũ quy định đã được quy định cụ thể. Theo Bộ Quốc phòng, quy định tạm hoãn miễn gọi nhập ngũ như hiện nay vừa đảm bảo quyền được học tập của công dân theo quy định của Hiến pháp, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, phù hợp với chính sách đối với người có công của nhà nước, khuyến khích thanh niên công tác nơi vùng sâu, vùng xa, đảm bảo công bằng xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vào phục vụ trong quân đội và phù hợp với thực tiễn về tỷ lệ nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ với dân số gần 97 triệu người của nước ta hiện nay. Từ những quy định nêu trên và qua thực tiễn, Bộ Quốc phòng nhận thấy Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản liên quan quy định về tiêu chuẩn công dân nhập ngũ, đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn của đời sống hiện nay. Hỏa tốc, nguy cơ bùng phát dịch, Hà Nội vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài dịp Tết. Kính thưa quý vị, Hà Nội ban hành công điện hỏa tốc mới, yêu cầu các địa phương không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn, kiên trì tuyên truyền vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện hỏa tốc số 27 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022. Theo đó, Hà Nội đánh giá dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh, không rõ nguồn lây nhiễm, nguy cơ bùng phát dịch, đặc biệt đã xuất hiện biến chủng Omicron. Trong dịp Tết Dương lịch và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch. Các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K, lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chip, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị. Các quận huyện không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài, đồng thời căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp và chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, tăng tối đa công suất thu dung điều trị F0 tại xã phường, tại nhà khi đủ điều kiện, ra soát lại trang thiết bị y tế tại các trạm y tế lưu động như oxy, thuốc điều trị, thiết bị đo SPO2, xem xét cần thiết thì có thể bố trí phòng cấp cứu. Các địa phương duy trì thường trực 24/24 các đội phòng chống dịch cơ động tại các cơ sở y tế, đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, giám sát chặt người về từ các quốc gia vùng có dịch, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron chặt chẽ tại cộng đồng, luôn trong tình trạng sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, xác minh, khoanh vùng dập dịch kịp thời, không để nguồn lây bệnh lây lan ra cộng đồng, tăng cường các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, tổ chức tiêm vaccine, thuốc, oxy y tế, giám sát dịch và nâng cao năng lực thực chất của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, tăng cường thành lập các trạm y tế lưu động, đặc biệt trong các khu công nghiệp, phường đông dân cư.
tổ chức diễn tập rút kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, huy động sự tham gia của các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y bác sĩ nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y của thành phố và chủ động của cấp huyện, thị xã. Thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm theo dõi quản lý F0 tại nhà, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo tiếp tục rà soát người từ 50 tuổi trở lên, tăng cường kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục tiêm vaccine. Sở Y tế bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, tăng cường các giải pháp chuyên môn, giám sát dịch bệnh, biến chủng của virus để chỉ đạo, đề xuất tham mưu, báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp, theo thẩm quyền, đảm bảo quy định trên địa bàn toàn thành phố, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với cấp độ dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo theo nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Chủ trì phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu có chính sách đối với tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, rà soát trang thiết bị y tế như tủ thuốc, tủ bảo quản vaccine, oxy, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 1 năm 2022, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện. Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chip tại các khu vực có nguy cơ cao, rà soát quản lý giám sát việc di biến động dân cư, tất cả những trường hợp ngoại tỉnh nhập cảnh từ nước ngoài về, làm việc và cư trú trên địa bàn để giám sát, theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống khi cần thiết. Triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là trong dịp cao điểm như Tết Dương lịch 2022 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, nhất là quản lý điều trị F0 tại nhà và tại các cơ sở thu dung điều trị F0 thể nhẹ. Chỉ đạo mở rộng tổng đài tiếp nhận xử lý thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội. Thống nhất sử dụng phần mềm quản lý F0 hiện đang được thí điểm tại các quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn. Tính toán phương án cụ thể để sử dụng phần mềm lâu dài, hỗ trợ nâng cấp tổng đài tin nhắn của phần mềm. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai xử lý phân loại rác thải y tế đối với các trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị F0, các trường hợp cách ly điều trị tại nhà, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Dịch COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến căng thẳng hơn khi 10 ngày qua luôn dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội có tổng cộng 48.939 ca, trong đó có 16.412 ca cộng đồng và 31.527 người đã được cách ly.